mình tiếp cận xuống đây tới Cát Chánh mà 2 km, như vậy là chắc có lẽ tới chỗ đây là Phước Thắng rồi bạn. Đúng rồi, đây nè, thôn văn hóa xã Phước Thắng rồi. Như vậy là mình hôm trước mình cập nhật cái chỗ Phước Sơn, Diêm Vân, Phước Thuận, rồi lên tới Phước Sơn, rồi lên tới Phước Hòa, rồi bây giờ là lên tới Phước Thắng rồi bạn. Như vậy là hết mấy huyện của Tuy Phước, dọc theo cái đầm Thị Nại rồi. Con DT639 cái đoạn phía tây đầm Thị Nại đây là đi qua mấy cái huyện đó. Chợ Gốc, Diêm Vân, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng. Mình đang đi là đi chỗ Phước Thắng. Rồi đi cái đây qua Cát Chánh nữa là tới Cát Tiến mà là tới Tượng Phật Ngồi đó. Sáng giờ mình đi lòng vòng chút mà cũng gần tới Tượng Phật Ngồi rồi bạn. Tính ra phải là chắc có 30 cây số. Mình chạy lên đây hình như là qua Cát Chánh á, thì mới tới cầu Xuân Chùa là có đường đi xuống. Chút nữa mình coi có thuận tiện thì mình lên cao mình quan sát tổng thể thử các bạn. Còn bây giờ mình đi mình tìm mấy cái địa điểm có mấy cái cầu quay giống như chốt tổng quát con đường. Tức là dưới Diêm Vân này đi lên Chợ Gốc này lên qua Diêm Vân này là chỗ đó là ba cái cầu à. Lên Phước Thuận mình không thấy. Lên tới Phước Hòa. À, lên tới Phước Sơn hình như là cũng không thấy cầu. Tới Phước Hòa thì nãy giờ là mình thấy có 2-3 cầu rồi đó. Trên này chắc còn mấy cầu nữa, tổng cộng là tới 9 cầu à. Mà mình chưa thấy người ta đặt tên cho nên thôi mình cứ đặt đại để dễ gọi. Đây là Lạc Điền 2 rồi Gò Bồi 2 nữa. Đặt đại còn chỗ Diêm Vân mình chẳng biết cầu gì bạn. Mà chỗ Diêm Vân là cầu trắng, cầu trắng thì cái cầu dưới cầu trắng là xong mình đặt cầu đen hay là cầu trắng 2 gì đó. Còn bên Chợ Gốc thì cầu Chợ Gốc. Rồi vậy cho nó dễ nhớ. Cầu Chợ Gốc, cầu Trắng 2, rồi cầu Gò Bồi 2, cầu Lạc Điền 2. Còn mấy cầu nhỏ nhỏ kia cũng chưa biết tên gì. Tới đây là chợ chợ Cát Chánh mà. Đúng rồi, chợ Cát Chánh mà. Tôi người ta đốt cái gì mà khói lên. À, người ta gặt ta đốt rơm rạ. Đốt để nó cháy rồi nó thành phân á. Đốt làm phân luôn. À, đi ngang đến trung tâm chợ trung tâm xã Cát Chánh rồi. À, người ta đốt đang đốt. Rồi qua mù chù cho nó hơi nóng lên luôn. Kệ, chạy qua cho biết thế nào là mùi rơm rạ mà. Qua cho không được cay luôn. Cay luôn ơi. Nó cay cái lỗ mũi luôn á. Hồi giờ mình chưa hửi cái mùi đây. Chỗ cái mùi rơm rạ nó cay. Mình sợ là trong này có mùi phân hóa học. Đây xã Cát Chánh. Chào quý khách. Lên đây là sẽ có cái cầu sông chùa. Hôm trước mình thấy có bờ đê mình chưa biết nó đi đâu, nhưng mà bây giờ là mình sẽ đi thử. Là theo mình đoán là nó sẽ chạy xuống dọc dọc theo cái sông đó là nhánh sông Côn, nhưng mà gọi là sông chùa đó. Rồi mình coi thử có tiếp cận được DT639 mình quay các bạn xem video. Đi quay phim nó cũng vui vui mà, thấy nó cũng vui vui nếu mà trời mát mát. Ồ, thấy cái bờ đê rồi, thấy cái bờ đê rồi, cầu sông chùa đây bạn. Là đi lên gặp cái đường FLC đi FLC bên Nhân Hội đi sân bay Phù Cát.
Đây xuống từ Phường Ngồi còn khoảng cây số thôi mấy. Đây bây giờ mình rẽ, mình không qua cầu các bạn. Bây giờ mình rẽ qua cái bờ đê của cầu Sông Chùa. Mà dưới đây nếu có cầu thì chắc mình đặt Sông Chùa 2. Dưới kia là cầu Lạc Điền. Giờ cầu Sông Chùa. Đây thì xuống từ coi không biết là bao xa rồi, chắc hơi xa đó. Lên đoạn đây đi xuống cái DT69 hơi xa rồi đó. Ô, lần đầu tiên đi bạn ơi. Lần đầu tiên đi cái bờ đê đây. Mình cũng thấy nó lâu rồi mà mình không có điều kiện đi mà cũng không biết đi xuống đây làm cái gì. Bữa nay là có động cơ là đi xuống để tìm cái đường DT639. Ờ, đường bê tông mới ngon rồi. Đó, bên kia là nhánh sông Vôn gọi là sông Chùa. Bên kia cũng có một cái bờ đê nữa các bạn. Mình chạy hơi nhanh, gió hơi lớn. Chưa thấy dấu hiệu của DT639 các bạn. Mù đâu rồi. Ô, xa lắm rồi. Thấy xa rồi, xa rồi, chắc cỡ còn rồi. Còn cái số nữa không biết đâu. À đây người ta đang gạt. Nước sông bữa nay cạn mà. À đây có một con đập. Cái nhánh sông này theo mình nghĩ chắc nó cũng chảy về cái phía thôn Lạc Điền ngay tầm thị nại á, hay là Huỳnh Giang Bắc á, Huỳnh Giang Bắc rồi thôn Lạc Điền nữa cái khúc đó. Ồ, đây con đập cũng khá dài, con sông này khá rộng á, sông đây rộng mình đoán chừng khoảng 100 mét thôi, đập Văn Mối á, Văn Mối. Thì mình chạy qua đập nghe cái cho vui. Ồ, đập đây vui mà. Đập đây lớn mà. Chạy cho biết cái đập luôn. Đấy, đập Văn Mối. Ồ, bên kia có một quán cà phê kiểu cũng đẹp không ạ. Ồ, ở đây mà cũng có cà phê đẹp. Cái đập này nó cũng lớn ngang ngửa với cái đập chỗ Phú Hòa mà. Đập dẫn Phú Hòa. Đây là Văn Mối nè, công trình này mình coi cái công trình đó. Cái đây xây năm 2009 mà tới năm 2013. Xây khoảng 4 năm, cái đập đây xây 4 năm. À nãy giờ cái cạc quay phim kia nó hết dung lượng bạn. Mình không để ý, bây giờ mình thay các cạc khác rồi mình quay tiếp bạn. Bây giờ mình ở trên cầu sông Chùa chạy xuống này bạn, thì xuống tới một cái đập Văn Mối, thì mình sẽ rẽ qua bên phía tay trái các bạn mới đi xuống được cái cầu đây. Cái cầu đây thì nó đã đi lên tới sát các tiếng rồi bạn, bên kia từ Phật Ngồi kìa. À, mình bây giờ mình vừa băng qua cầu mình quay ngược lại là mình nhìn thấy hết cái thẻ rồi. Bây giờ mình cứ quay tiếp về coi thử còn đã có đoạn nào các bạn quay nha, rồi bây giờ tí mình chạy ngược lại. Còn ở phía bên đây thì mình không biết là nó tiếp cận cái chỗ nào, tại vì cái bờ đê bên kia của cái cầu sông Chùa đi xuống là như nó không qua được, phải qua một cái cầu mới qua được cái đường đây. Ở bên kia công nhân còn họ cũng đang tiến hành thi công mà. Cầu nó dài lắm ơi. Thôi mình cứ đặt là cầu sông Chùa 2 đi cho nó dễ, tức là ngay vị trí cầu sông Chùa đi xuống. Bây giờ mình chạy ngược lên lại các bạn. Mình mới thay thẻ rồi quay tiếp. Được cái nào hay cái đấy. Rồi mình coi có tiếp cận ở trên cao được mình quay tổng thể con đường cho vui. Quay con đường DT639 này là đi mấy cái vùng nắng lắm rồi.
gần như là nó không có bóng mát luôn. Đây là thường thường là nó băng qua đồng ruộng á. Giờ mình đi ngược lên lại nè, đang chui qua cầu. Trên kia là đập văn mối nha các bạn. Mình đi ngược lại các bạn xem cái đoạn đường từ dưới cầu này đi lên tới cầu sông Chùa trên kia bao xa. Theo mình đoán chừng nó cũng phải tầm hơn cái số à. Đây tới đập văn mối chắc khoảng 500m. Rồi từ cái đập văn mối đi lên cầu sông Chùa chắc cỡ gần cái số. Tự nhiên là nó có hình thành muốn sông anh nằm giữa đây bạn. Như vậy là DT639 tới đây là hết các bạn. DT639 cái đoạn phía tây Đầm Thị Nại tới đây là hết. Tổng cộng là 9 cái cầu. Thì đây là cái cầu cuối của đường Tây Đầm Thị Nại. Còn cái cầu đầu tiên là ở Chợ Gốc. Ngay Chợ Gốc là 3 cầu. Đây một cái là 4. Rồi hồi nãy chỗ Gò Thị đi xuống mình có thấy cái là 5. Rồi một cái cầu nhỏ là 6. Rồi trên cái chỗ Gò Thị cũng có cầu nhỏ là 7. Đây là văn mối thôi mà. Hồi nãy mình đi qua không biết là cái đoạn đây nó có ghi hình không. Tại vì mình đi xuống tới dưới cái cầu là thấy cạn nó báo đầy mà. Không biết nó báo đầy từ lúc nào. Thôi xin thân ái chào các bạn. Chúc các bạn vui khỏe.